Wow, Kylian Botcam đến từ AZ Kuto. Một trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Ui giời ơi. Nó bắn hết lại ông ơi, nó bắn hết lại. Nó bắn hết lại ở trong PUBG ông ơi. Nó không cần gặt Zappa luôn, nó vừa đi qua Zappa nhưng nó... à không có rồi, có Zappa rồi. Là thiếu mũ ba rồi. Quên mất, quên không để ý ở đồ dưới. Ui giời ơi. Nó nhảy mẹ, kinh công như chuyển chiêu thế này, ai đỡ được nó. Lòng hoàng vào, nhoàng cái soi ra, ông chín mạng. Ai, vâng. Một tình huống mà chúng ta có thấy là AZ Kuto anh đang có một chiếc trực thang để có thể đi tham quan khu đồn điền cao su nhà mình, nơi mà con trai của lão Hạc đang công tác. Đấy. Để anh bay còn lại hơi chóng mặt anh ạ. Hạ cánh khẩn cấp. Ok. Không, anh không muốn hạ cánh. Phạm Anh Đức à? Lớp cấp à? À, ngồi đấy à? Này, Đức này. Ấy da. Em anh đi cai quản khu đồn điền cao su, anh còn lạ thì mấy cái thằng như mày đấy. Mày vào mày định em ấy, mày trộm chó em tao không? Vâng, anh bay hơi chóng mặt đấy, quả trực thăng nhà anh đi. Cái trực thăng này nó bị lác rồi ơi ạ. Nó bay nó không giống trực thăng của bầu Đức em đã đi thử. Ủa nó hơi cà giật. Ai, hạ cánh thằng kia oảng bố mày. Mày đâu? Mày đi đâu? Bố mày bắn đạn đang gọi là không triệt Việt Lào. Em ăn làm sao được? Thôi bỏ cái xe đi. Mẹ đang đá lại. Có đang xem livestream không? Mẹ có đang xem cắt tầm lượng gà chạy bo không thì bỏ cái xe đây. A few moments later. Vâng, bây giờ anh đang đi giật lùi vào qua khu vực gọi là bot cam. Anh đang bay qua sông và đến với khu vực bên kia. Đó là khu vực gọi tên là gì nhỉ? Vâng, nhưng mà tôi cũng chả biết khu vực này gọi là gì nữa cơ. Nhưng mà nhiều là nạn nhân tiếp theo sẽ là Bùi Trung Đức. À, nựng cái. À, mày nựng ai? Mày nựng con chó tao ư? Mày nựng ai? Nào, mày nựng ai? Mẹ dí súng lên đầu bắn này. Con mẹ mày, tao đố mày quan sát luôn. Xe đè bẹp đầu luôn này. Gọn ra xe đậu đi. Mẹ gọn ra thằng này. Bố mày người ngoài tinh đấy, bố mày cho đĩa bay vào mồm giờ này. Mày chạy đâu? Bố đến rồi em, mày chạy không? Chạy bố mày đánh tràn luôn nữa này. Nhanh thôi. Chó con này. Ôi, máy bay lại cất cánh. Đéo gì đây? Ngắm à? Ủa, lên đây ngắm luôn cả. Ây da. Vâng, máy bay lại hạ cánh. Không, máy bay lại phải lên cánh. Rồi, trực thăng lại lên. Mèo W đang ở phía dưới. Đấy. Hạ xuống mái nhà thì bố mày dã rồi lại hỏng người. Bố mày hạ ở đây thì mày hỏng người bố mày. Mèo W à? À, một quả lết. Úi dồi ôi, smoke ở đâu ra nhỉ? Smoke ở đâu ra? Nope. Úi, nó đập con mẹ lại rồi. Ôi. Có bom mẹ, có bom bóp bố mày hơi đau đấy. Nhá. Rồi, lao, lẹp đi. Lẹp bom ngu vãi nồi. Lại bật lại giờ. Em ném nó rộng con mẹ cái tay thì có ai bảo sao? Bắn! Ngu! Đồ ngu! Đồ ngu! Mày quá ngu! Mày quá ngu! Mày hát mày còn chết! Mày quá ngu! Vãi cà nồi! 47 mạng. Đó là AZ Kuto. Anh giết mình bằng đúng quả bom của mình. Đẹp. Không có quả bom đấy thì chưa chắc đâu. Ném quả bom tù quá mà. Vờ lờ. Trời ơi.